Chiều ngày 29 tháng 8, Công an quận 5 phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy căn nhà ngăn phòng ở số 9/2, đường Mạc Thiên Tích, phường 15, quận 5, khiến hai người tử vong. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 2007, và Nguyễn Huyền M, sinh năm 2004, được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh, nghi ngạt khói trong lúc cháy. Trước đó, gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà ngăn phòng cho thuê. Thời điểm này, trong căn nhà có hơn 10 người, ở trong 15 căn phòng đã chạy thoát ra ngoài. Có người nhảy từ ban công xuống đất để thoát nạn. Đám cháy xuất hiện từ căn phòng bìa ngoài cùng căn nhà, phát triển mạnh và hai cô gái bị mắc kẹt bên trong. Được biết căn nhà trên do bà BTH sinh năm 1976, ngụ quận 10 làm chủ. Căn nhà này có rất nhiều người thuê trọ, trong đó có cả người nước ngoài. Một số phòng cho những người ở các tỉnh lên thuê ngủ lại để họ đến bệnh viện cách đó vài chục mét khám chữa bệnh. Tại hiện trường, theo ghi nhận căn nhà được chia thành 15 phòng, mỗi phòng rộng chừng 8 mét vuông, nhưng bên trong chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy. Bên ngoài hành lang được gắn rất nhiều cục nóng, máy lạnh, dây điện chằng chịt. Căn phòng có hai nạn nhân tử vong cháy rụi, một số phòng kế bên bị ảnh hưởng. Một số người thuê trọ mất tài sản vì không kịp lấy tài sản ra khi đám cháy lan sang. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.